Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái version bản beta mới nhất của Photoshop version 25.7. Thì hiện tại nó tích hợp cho chúng ta một cái menu. Ở góc menu đó thì chúng ta có thêm một cái tính năng Generate Image. Thì hiện tại đây là một cái tính năng mới được tích hợp AI từ FireLight đưa vào đây. Thì chúng ta sử dụng cái này với như thế nào và với mục đích gì thì mình cũng chia sẻ nhanh cho các bạn tham khảo ha. Thì sau một thời gian tìm hiểu thì mình thấy đây là một cái tính năng hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta tạo những cái ảnh nhanh. Thì đây là một trong những cái ứng dụng hỗ trợ chúng ta ha. Thì các bạn thấy ở thời điểm hiện tại mình đang test cho các bạn thì đây là những cái tấm ảnh do AI nó tự động nó tạo cho chúng ta nè, theo từng cái chủ đề mà AI đã tích hợp sẵn ở trên Photoshop luôn ha, trên thanh menu để giúp chúng ta có thể dễ dàng làm. Rồi bây giờ thì rất đơn giản, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn nhanh cái cách để sử dụng nó ha. Thí dụ đây là một cái tấm ảnh demo, bây giờ mình muốn sử dụng nó thay thế một cái background bất kỳ, thì ở đây á nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều những cái ảnh mẫu đã được có sẵn để chúng ta vẽ nhanh đây ha. Thì thí dụ như ở đây mình vẽ cái ảnh chân dung của cô dâu này theo cái những cái chủ đề như là art hoặc là photo. Thì ở đây các bạn thấy những cái ngôn ngữ mà cái phần mềm nó tự động nó đề xuất cho chúng ta luôn theo chủ đề mà nó đã tạo, thì chúng ta có thể để hoặc là chúng ta mô tả thì tùy thôi. Ở đây mình demo nhanh thì mình sẽ để nguyên ha. Vì ở đây là những cái effect thì chúng ta một là chúng ta để mặc định, hai là chúng ta sẽ chọn những cái chủ đề theo cái phần mềm nó đề xuất nè ha, rất là nhiều chủ đề. Còn các bạn không có để gì hết đó, thì nó sẽ tự động nó tạo ra cho mình. Còn ở đây thì nó sẽ tạo cho chúng ta theo chủ đề mẫu á, có nghĩa là giống như là blend màu vậy đó các bạn. Thí dụ như mình muốn chọn cái màu hồng này đi, đó. Rồi các bạn cứ chiệt nhấn rend thôi, đó. Thì phần mềm nó sẽ tự động nó tạo cho chúng ta ba cái tấm ảnh khác nhau ha, đó. Thì cái ứng dụng mới này theo mình thì chỉ ứng dụng vẽ nhanh cho một số trường hợp thôi, đó. Thì đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta nè. Các bạn thấy cái AI FireLight 3 này nó hỗ trợ chúng ta vẽ người rất là chân thật luôn á. Theo mình thấy nó rất là chân thật luôn ha. Đó. Các bạn để ý nè, cái vùng da và vùng tóc nè. Tuy nhiên thì những cái chi tiết phức tạp như cái những cái bóng đèn bong ke thì nó vẫn còn bị lỗi ha. Và những cái bông nè. Còn người thì mình thấy rất là ok, vùng áo và vùng da nè. Wow, AI này nó hoạt động khá là ấn tượng đối với cái màu môi nè. Này ha. Thì đó, nó vẽ chúng ta ba cái người khác nhau. Tuy nhiên thì đây là một cái ứng dụng tự động thôi để mình sáng tạo nội dung ha, chứ không có gì đặc biệt. Rồi thì mình nói thêm về cái vấn đề effect ha. Effect thì chúng ta có thể chọn theo cái chủ đề màu ha. Thì ở đây mình sẽ chọn theo chủ đề này để mình thay thế nó. Thì các bạn cứ chọn vào và theo những cái chủ đề, ví dụ các bạn muốn chọn màu khác cũng được, hoặc là các bạn chọn cái màu này thì các bạn cứ nhấn rend thôi. Nhấn rend tới thì nó sẽ tạo cho chúng ta ba cái tấm ảnh theo những cái theo cái chủ đề effect mà mình muốn tạo ha. Thì đây là một cái ứng dụng tích hợp trực tiếp trên Photoshop theo tỷ lệ size ảnh mà mình mong muốn á, thì mình thấy cũng khá là ấn tượng ha. Đó. Đây thì đây cái effect của chúng ta mình chọn theo cái màu effect mà là cái màu bầu trời nè, nên nó sẽ ra như thế này ha. Cái người giống như là cái effect này mình chọn theo cái giống như là tranh hoạt hình vậy đó các bạn. Nó sẽ ra một cái người nhìn rất là ghê ha. Nói chung là người thì không có giống người lắm ha, giống cái gì á. Tuy nhiên rồi, AI thì nó chỉ hoạt động như một cỗ máy để thuật toán thôi, chứ nó không có cái gì là hoàn hảo hết á. Tuy nhiên thì những cái ảnh demo thì nó sẽ rất là hoàn hảo rồi. Còn những cái ảnh thực tế thì nó rất là lạ lắm. Nói chung là nhìn nó hơi kỳ kỳ ha. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ test thêm một màu nữa để cho các bạn tham khảo, nói không? Những cái tông màu effect như những cái màu nền như thế này thì nó sẽ cho ra cái ảnh chúng ta khá là chân thật ha. Các bạn thấy tạo ra những người già. Tuy nhiên thì mình nên mô tả chi tiết hơn ha. Nói chung là mình thích cái này, nó chỉ tạo ra chúng ta những cái màu da này. Nếu như trong thời gian sắp tới mình biết cách ứng dụng để tạo ra những cái tấm ảnh phục hồi mà giống như thiệt á, thì mình sẽ chia sẻ các bạn ha. Mình đang tìm hiểu trong cái quá trình mà nó update hoàn thiện. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình theo một cái ảnh nằm ngang đi ha. Đây mình sẽ tạo một cái khổ giấy mới và sau đó mình sẽ ở đây thì cái phần mềm nó sẽ đề xuất ngẫu nhiên những cái tính năng rất là nhiều ở trên đây nha các bạn. Mình sử dụng mình cũng thấy hơi rối chỗ này ha. Đó, thí dụ như mình muốn tạo cái tấm ảnh này thì tỷ lệ ngang nè, đây nó sẽ tự động nó nói là cái phong cảnh này ha. Rồi theo chủ đề thì các bạn để mặc định, hoặc là các bạn chọn effect theo cái này thì những hiệu ứng là không có gì đặc biệt.
Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn chủ đề mặc định luôn. Các bạn không cần chọn những cái effect nữa ha. Các bạn chỉ cần nhấn thôi. Thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tấm ảnh theo cái chủ đề mà lúc nãy mình chọn. Ok, thì đây là cái chủ đề mà mình đã chọn nè. Thì nó ra cái bãi biển ạc ha, theo cái dạng nghệ thuật ha, trình vẽ nghệ thuật đó, cũng rất là hay. Khi mà những cái AI này nó ứng dụng nè, nó những cái ảnh này thì ứng dụng vào thực tế thì mình thấy chỉ mang tính chất tham khảo và minh họa thôi, chứ về hoàn hảo thì chưa có ha, chưa có hoàn thiện lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ ứng dụng nó vào mục đích gì? Thì theo mình á, thì mình ứng dụng nó vào mục đích, ví dụ như những cái tấm này đi, mình muốn thay phong nhanh á, thì mình sẽ kêu AI nó vẽ nhanh là cho mình. Nhưng mà thực tế thì mình thấy nó cũng không có cái gì là hay lắm ha, chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Thí dụ như ở đây mình muốn được đổi cái phong nè, thì ở đây nó tích hợp cho mình luôn nè các bạn. Ở đây ha, nó sẽ tích hợp trên thanh này luôn nè, nó remove background nè, nó xong rồi ha. Sau đó thì mình sẽ chọn cái import background, hoặc là các bạn sẽ chọn một cái phong bất kỳ. Thí dụ ở đây mình sẽ chọn theo một cái phong cảnh theo chủ đề đi. Thí dụ chủ đề này đi, nó photo nè, mình rain nó ra, rồi sau đó thì mình sẽ có được một cái phong lót bên dưới. Thay vì chúng ta sử dụng AI để vẽ là cái phong đảo ngược vòng tròn á, thì cái này thì mình sử dụng nó trực tiếp ở trên này luôn ha. Nó đổi cái phong cho mình. Nói chung là cái này nó lấy những cái tư liệu ở trên mạng đó các bạn, sau đó nó sẽ tạo ra cho mình một cái phong nó đây nè. Nói chung là nó được thôi, chứ nó ảnh nó bị nhòe. Nói chung là thuật toán nó dễ gì cũng khá là hay rồi đó. Vậy đó, chúng ta thay phong nhanh là vậy đó, thay phong bằng AI ha. Tuy nhiên thì chúng ta có thể mô tả thêm một cái cảnh gì đó chẳng hạn, để cho nó đẹp hơn. Cái này mình chỉ demo mang chất tự động thôi ha. Ở đây thì nó sẽ chọn nữa theo chủ đề nữa. Theo mình thấy thì những cái ứng dụng này vào trong thực tế thì vẫn chưa phổ biến ha, chỉ mang tính chất giống như là giống như là gọi là gì ta, gọi là trải nghiệm đi ha. Chứ thật sự thì mình chưa suy nghĩ ra là ứng dụng thực tế nó để làm gì. Trong khi đó thì AI nó quá nhiều đi, mình không biết là mình sử dụng nó vì mục đích gì nữa. Đây, nó những cái tạo ra những cái ảnh qua tulip ha, rất là đẹp. Đó, thay phong nhanh. Đó. Ok, rồi thì cái video này mình chỉ giới thiệu một vài cái tính năng mới trên phiên bản update mới nhất của Vision 27.25.7 ha. Rồi, các bạn nào quan tâm thì mình sẽ thường xuyên chia sẻ các bạn về những cái gì mới nhất mà mình ứng dụng Photoshop AI để trong tương lai chúng ta sẽ làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn nha. Nói chung là lần update này thì những cái bức ảnh nó vẽ ra mình trông thấy rất là chân thật ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.